Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một lô đất. Lô đất này thì mặt tiền cực kỳ khủng luôn nha các anh chị. Thì lô đất này có tổng diện tích là 92.000 m² nha các anh chị, là 9 mẫu 2 á. Thì đối với sản phẩm bất động sản này, mặt tiền lên đến 360m lần nha các anh chị, 360m. Thì các anh chị mua hết thì chủ sẽ bán hết nha. Riêng ngày hôm nay em sẽ review và giới thiệu cho các anh chị chủ bán lô đất này là 3 mẫu 3 nha, 3 mẫu 3. Nói chung thì cái khi anh chị xem đất và cũng như tiến hành quyết định mua thửa đất thì mình có thể kiểm tra đo đạc theo thực tế nha các anh chị. Thì nó tầm khoảng 3 mẫu 3 là 33.000 m² nha. Thì đối với 3 mẫu 3 này thì mặt tiền lên đến 157m nha, chạy thẳng dài vô 217m. Nói chung thì đối với sản phẩm bất động sản này là mặt tiền rất là nhiều và rất ok so với huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha. Thì đa phần thì huyện Tân Phước hậu dài tới 500 lần nha các anh chị. Mặt tiền lộ nhựa nha các anh chị, xe hơi, xe tải 3,5 tấn luôn nha, đường thông nha. Thì đất này là cây lâu năm nha các anh chị, đất vườn, cây lâu năm full luôn nha các anh chị. Khu vực này thì đa phần là đất vườn nha, cây lâu năm. Tổng diện tích là 92.000 m² á. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì chủ bán 3 mẫu 3, nếu các anh chị mua hết thì chủ vẫn bán hết nha. 33.000 m² này là hoàn toàn là cây lâu năm, mặt tiền là lậu nhựa nha, mặt tiền lên đến 157m, chạy thẳng dài vô là 217m. Thì để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho các anh chị xem, cho các anh chị xem bản vẽ luôn. Sản phẩm này rất ok luôn, sổ hồng riêng nha các anh chị, điện nước là đầy đủ. Phía trước lô đất có một con kênh này rất là rộng nha, con kênh này lớn hơn 15m luôn á. Đất thì cao ráo nha các anh chị, đất cao ráo, điện nước đầy đủ, sổ hồng riêng, đất không hề dính quy hoạch nha. Mặt tiền lô đất này cho chuyển thổ cư luôn nha các anh chị, đây là một hàng cực kỳ VIP luôn á. Thì khu vực này thì thích hợp các anh chị có thể lập vườn nè, trồng cây ăn trái nè. Thì em thấy khu vực này đa phần người dân thường trồng khóm nè, trồng mít, trồng bơ. Thì đối với các cánh dưới kia thì người dân có thể trồng sầu riêng nữa. Thì địa phận này thì đa phần em thấy trồng khóm nha, thích hợp để các anh chị có thể làm một cái trang trại nhỏ nhỏ nè. Nếu các anh chị mua hết là 9 mẫu 2 luôn, còn các anh chị mua 3 mẫu 3 thì chủ vẫn bán nha. Mặt tiền này rất là ok á, hậu như thế này, hậu chạy thẳng dài vô là 217m, là rất là ngắn nha các anh chị. Cách lộ DT867 tầm khoảng 4,2km nha. Cách thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tầm khoảng gần 10 cây nha các anh chị. Cách quốc lộ 1A ngay chỗ chợ Áp Bắc, ngay chỗ Áp Bắc nha, quốc lộ 1A ngay chỗ cổng chợ Áp Bắc tầm khoảng 18km nha. Các anh chị ở khu vực Tiền Giang, Mỹ Tho thì tầm khoảng 34 cây, còn Cải Lậy thì tầm khoảng 28 cây nha. Còn đối với các anh chị khu vực Sài Gòn thì về khoảng gần 60 cây nha các anh chị. Thì các anh chị nếu ở khu vực Sài Gòn về thì các anh chị có thể đi theo cao tốc về tới thành phố Tân An nha. Mình chạy về ngã tư Mỹ Phú á, chạy ra chỗ chợ Phú Mỹ nha các anh chị. Rồi chạy thẳng về thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước luôn. Thì cách thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước tầm khoảng 10km nha. Đây là một cái sản phẩm VIP luôn nha các anh chị, cực kỳ VIP luôn á, đất là cây lâu năm full luôn nha các anh chị.
là 3 mẫu 3 nha, là 33.000 mét vuông á, thì tổng cái lô đất này là tới 92.000 mét vuông lận nha. Rồi em sẽ không để cho các anh chị các nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha các anh chị. Thì lô đất này thuộc xã Thành Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích là 92.000 mét vuông, và các anh chị mua hết thì chủ vẫn bán hết, và nếu các anh chị mua lẻ thì chủ bán là 3 mẫu 3 nha. Là 3 mẫu 3 thì các anh chị có thể kiểm tra đo đạc thực tế theo tài nguyên môi trường nha. Thì mặt tiền lên đến 157m, nhân chạy dài vô là 217m, đất rất là vuông vức nha. Nếu các anh chị mua 3 mẫu 3 rất là vuông vức luôn. Xe hơi, xe tải 3 tấn rưỡi là vu luôn, điện nước là đầy đủ, dân cư thì khu vực này em kiểm tra thấy cũng rất là đông đúc nha. Mặt tiền thì cho chuyển đổi mục đích sử dụng luôn, cho chuyển thổ luôn, đất không hề dính quy hoạch nha, đất cao ráo nha các anh chị. Và giá bán chính chủ lô đất này là 350 triệu trên 1.000 mét vuông nha các anh chị, là 3 tỷ rưỡi cho một mẫu nha. Thì các anh chị có thể nhân lên mình kiểm tra nha, thì một mẫu là 3 tỷ rưỡi, 2 mẫu là 7 tỷ nha, 7 tỷ thì một mẫu nữa là 11 tỷ nè, thì 3 công nữa thì một công là 350 triệu nha, là một mét vuông 350.000 á, tầm 12 tỷ hơn nha các anh chị. Đối với 3 mẫu 3 đó thì khi mình kiểm tra địa chính đo đạc thì có bằng vẽ thì mình tiến hành công chứng, còn hiện tại thì nó đã có sổ hồng riêng rồi, mình có thể ký công chứng luôn vẫn được nha các chị. Anh chị có thể mua sử dụng để làm trang trại nè, hoặc là lập một cái vườn đó, rất là ok. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Nói chung thì em quét lên không ảnh mang tính chất tham khảo cho các anh chị hình dung và cũng như là kiểm tra biết được cái hình dạng lô đất mình khi quyết định mua nha. Thì đây là một cái thửa đất là chỉ có 33 thôi, tầm khoảng đó nha. Thì đối với thửa này là chủ bán, còn cái bản vẽ của cái thửa lớn nữa tí nữa em sẽ cho các anh chị xem luôn. Mặt tiền khoảng 157m nha, chạy thẳng dài vô là 217m, đất như này là rất là ok luôn á. Khu vực Tiền Giang mà đất hậu dài khoảng 200m là rất là đẹp rồi nha các anh chị. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Đây là hình dạng lô đất nguyên một thửa lớn nha. Thì cắt lấy chị, các anh chị lấy như vậy là một cái đất hình vuông nha. Còn lại là 61 mấy á. Nói chung là nguyên cục thịt nạc là các anh chị mua được nha. Đó, tổng cộng thì lô đất này tới 12 thửa nha các anh chị, tổng lên đến 12 thửa lận. Thì các anh chị mua cái 3 mẫu 3 này thì có sổ sẵn là 6 sổ nha. Thì em có kiểm tra sổ rồi. Thì đất full thổ cư, đất full cây lâu năm nha các anh chị. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là hướng nam, hướng của lô đất nha. Các anh chị nào đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản mà cần về hướng nam, giá đầu tư đó. Đây là em xin nhắc lại nha, giá đầu tư nha, giá như thế này là cực kỳ im luôn á, chỉ có 350 triệu mà đất cây lâu năm nha các anh chị, đất vườn nha. Nói chung thì địa phận Tiền Giang đa phần là đất vườn nhiều nha các anh chị, đất cho chuyển thổ luôn. Còn đây là vị trí lô đất nha các anh chị, mà các anh chị xem video mà cảm thấy ưng ý phù hợp với mình á thì các anh chị cứ liên hệ qua anh em, em sẽ sắp xếp thời gian cho các anh chị xem đất và gặp chính chủ nha. Em xin nhắc lại nha, những sản phẩm bất động sản bên em đều là chính chủ hết, thì ai đứng tên đất thì các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha các anh chị. Em xin nhắc lại nha, khu vực Sài Gòn nếu các anh chị về tầm gần 60 km nha, còn đối với các anh chị ở Mỹ Tho thì về khoảng 34 cây, còn ở Cả Lậy thì tầm khoảng 26 cây. Xe hơi, xe tải 3 tấn rưỡi nha, đường thông luôn nha các anh chị, mặt tiền là lậu nhựa nha, lậu nhựa cực kỳ khủng luôn, lên đến 157m nha các anh chị. Còn riêng cái thửa này thì mặt tiền lên tới 360m lận, là tổng số lượng đất lên đến là 9 mẫu 2 nha các anh chị. Các anh chị mua thì đo đạc theo thực tế, tài nguyên môi trường ra bản vẽ bao nhiêu thì mình tính tiền bao nhiêu thôi nha.
những sản phẩm như thế này thì thuộc địa phận Tiền Giang thì rất hiếm hoi nha, mặt tiền cho chuyển thổ cư luôn. Ở đây là hàng VIP nha các chị. Thì anh chị quý nhà đầu tư cứ an tâm khi quyết định là đặt cọc số tiền, bên em sẽ kiểm tra pháp lý cũng như là quy hoạch và những cái thủ tục kèm theo nha. Thì bên em cam kết với các anh chị là một cái trung gian uy tín, mang lại sự an tâm cũng như là an toàn, niềm tin khi các anh chị mua đất bên em nha. Thì một số các anh chị, các nhà đầu tư mua đất bên em, ngoài ra mua 1-2 miếng, mua 1 miếng rồi mua 2 miếng, 3 miếng vân vân nha, vẫn quay lại mua những cái sản phẩm bất động sản bên em giới thiệu nha các anh chị. Thì các anh chị cứ an tâm nha, những cái sản phẩm bất động sản bên em đều là chính chủ hết. Ai đứng tên đất nè, ai có quyền quyết định về giao dịch, về thửa đất là các anh chị gặp ngay người đó nha. Đối với sản phẩm bất động sản này thì chủ bán là 350 triệu trên 1.000 mét vuông. Các anh chị có thể đo đạc theo tài nguyên môi trường nha. Thì bao nhiêu là mình tính tiền bao nhiêu. Đây là một sản phẩm cực kỳ VIP luôn á. Thì đối với pháp lý của lô đất này thì có sổ hồng riêng rồi nha. Các anh chị ưng ý thì xem video thì có thể sẽ đi thực tế coi đất nha. Mình đưa ra cái quyết định luôn. Thì các anh chị có thể đem tiền theo, cảm thấy ưng ý thì mình đem tiền theo, gặp chính chủ rồi mình đặt cọc luôn cũng rất ok nha các anh chị. Rất là nhiều trường hợp luôn, các anh chị mua đất bên em đi xem đất rồi vô gặp chủ rồi dọ giá thôi, trả giá thôi, rồi đợi chủ đất bớt giá thêm, riêng thì chủ đất chịu bán giá đó, nhưng mà chênh lệch cái vài chục triệu thôi, nhưng mà không chịu xuống giá, không chịu đặt cọc nha. Thì người sau tới thì họ mua nha, thì họ thấy cảm thấy ok, giá hợp lý là họ tiến hành mua luôn. Thì anh chị đi trước có thể mình đi làm giá cho người sau nha. Cho nên khi anh chị quyết định mua thì mình nên đem tiền theo, gặp chính chủ rồi mình đặt cọc luôn. Thì em xin nhắc lại nha, những sản phẩm bên em là các anh chị đều gặp được chính chủ hết. Em xin nhắc lại nha các anh chị, đối với thửa đất này diện tích là tới 9 mẫu 2 nha, riêng thì chủ có bán là 3 mẫu 3 nha. Thì đối với sản phẩm bất động sản này thì chủ bán là 350 triệu trên 1.000 mét vuông, là 1 mét vuông là 350.000 nha, chủ bán chắc giá nha các anh chị. Nói chung thì còn phần thuế thì hai bên thương lượng nha. Thì đối với có gặp chính chủ thì chủ trao đổi thuế, thì chủ giống như là chủ bán với giá này là 350 triệu trên 1.000 mét vuông, phần thuế là mình tự lo nha. Còn anh chị nào có nhu cầu thì cứ gặp chính chủ rồi mình thương lượng thêm về phần này nha các anh chị. Thì các anh chị nào coi kênh em rồi, có đăng ký kênh em rồi thì hãy cho em một like nha, hoặc chia sẻ giùm em. Em mang ơn rất là nhiều luôn nha các anh chị. Và cô chú anh chị nào vô tình lướt qua thấy được video của kênh em thì các anh chị, các cô chú đăng ký vào, để khi em ra video mới nè, ra những cái sản phẩm bất động sản mới thì các anh chị có thể lựa chọn nè, tìm được những cái sản phẩm bất động sản ưng ý và phù hợp với mình nha. Rồi thì mỗi video em đều để mã số video hết nha các anh chị. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha các anh chị. Và em chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư tìm những cái sản phẩm bất động sản nè, sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp nè, thật là VIP luôn và giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo, và em xin chào tất cả anh chị.